thiên địa xóa hết ưu phiền. Thắng chúng dân trần sẽ mãi an bình kết nối ân tình. Noel, 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 đêm nay ngôi ai Giáng sinh ra đời. Noel, 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 ôi đêm linh thiêng hạnh phúc mọi tình yêu ơi, tình yêu ôi thiên tha. Noel về mừng Chúa đến trong đời, mừng con Chúa đã làm người, Chúa làm người, Chúa vào đời bằng con đường nghèo khó đơn hèn. Hàng lửa bên em đêm đông giá lạnh, mỗi ai vào đời giữa trời mênh mông. Nhân sinh Cha và Con và Thánh Thần, nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đêm nay chúng ta mừng tình yêu của Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta chính là Đức Giêsu Kitô, hài nhi nằm trong máng cỏ hiện diện ở giữa chúng ta. Ngài đến để hiệp hành với mỗi người chúng ta trên hành trình trở về với Chúa. Ngài đến để biểu tỏ tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại, và Ngài đến, Ngài ở cùng chúng ta. Đây chính là tâm tình mà mỗi người chúng ta có thể nhận ra trong cuộc sống này, để qua đó mỗi ngày chúng ta biết mở lòng ra đón Chúa, hầu qua đó chúng ta tìm được niềm vui trên hành trình theo Ngài. Sống giữa thế gian và trên con đường theo Chúa, chúng ta được Chúa nuôi dưỡng bằng lời hằng sống và Thánh Thể Ngài. Chúng ta xin Chúa ban cho tất cả mỗi người chúng ta biết yêu mến, siêng năng để chúng ta có thể đón nhận tình yêu của Chúa qua ân sủng dạt dào nơi lời hằng sống và bí tích Thánh Thể, để chúng ta được sống trong tình yêu của Chúa ở đời này và hướng chúng ta đến hạnh phúc mai sau. Ý lễ hôm nay chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần trong giáo xứ, cho tất cả ông bà anh chị em, những người đang hiện diện ở giáo xứ hay đang đi làm ăn xa hay đang ở hải ngoại. Chúng ta cũng không quên những người đang nằm bệnh ở nhà, chúng ta cầu nguyện cho họ. Xin Chúa là đứng yêu thương luôn ban tặng ân phúc của Ngài cho tất cả chúng ta. Và xin cho tất cả mỗi người chúng ta được luôn đầy tràn sức khỏe, niềm vui và sự bình an trên hành trình theo Chúa. Đồng thời trong tâm tình thánh lễ này, chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả mọi người, những người đang sống xung quanh chúng ta, dù họ chưa biết Chúa, chưa nhận ra Ngài, nhưng chúng ta xin Chúa ban bình an của Ngài cho họ, để họ cũng được sống trong an hòa và hạnh phúc. Cùng với tâm tình đó, trong thánh lễ hôm nay xin như cầu cho linh hồn Giuse và các linh hồn, cầu cho linh hồn Phêrô, linh hồn Anna, xin tạ ơn Chúa và tạ ơn Đức Mẹ, cầu cho linh hồn Giuse và Maria, cầu cho linh hồn Maria nhân ngày giỗ, linh hồn Maria Giuse và xin cho gia đình được bình an, cầu cho linh hồn Maria nhân ngày giỗ và linh hồn Maria Giuse, cầu cho linh hồn Anna và linh hồn Phêrô và các linh hồn. Để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa đón nhận, giờ đây mỗi người chúng ta hãy thành tâm ăn năn tống hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, anh chị em tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lời tài tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bày
và Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em. Hòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót ta tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Xin cùng bạn ta vô và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là trên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh. Cùng đời Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một Chúa là nguồn ánh sáng thật đến soi chiếu trần gian, làm cho đêm cực thanh này bừng lên rực rỡ. Xin cho chúng con ngày nay ở dưới thế được mầu nhiệm Giáng sinh soi dần, mai sau cũng được cùng con một Chúa hưởng vinh phúc trên trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Vì Sion tôi sẽ không im tiếng, và vì Jerusalem tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi đấng công chính xuất hiện như ánh sáng. Đấng cứu độ Sion đến như ngọn đuốc sáng ngời. Mọi dân tộc sẽ thấy người là đấng công chính của ngươi, và mọi vương đế sẽ thấy vinh hiển người. Chính Chúa sẽ đặt cho ngươi một tên mới. Ngươi sẽ là triều thiên vinh hiển trên tay Chúa, và vương miền quyền bính trong tay Thiên Chúa ngươi. Người sẽ không còn gọi là kẻ bị ruồng bỏ, và đất ngươi sẽ không còn gọi là chốn hoang vu. Ngươi sẽ được gọi là kẻ ta ưa thích, vì đất ngươi sẽ được gọi là đất có dân cư. Vì ngươi đẹp lòng Thiên Chúa, và đất ngươi sẽ có dân cư. Thanh niên sẽ ở cùng trinh nữ, và con cái ngươi sẽ ở trong người. Người chồng sẽ vui mừng vì vợ, Thiên Chúa ngươi sẽ vui mừng vì ngươi. Đó là lời Chúa.
con mừng Thiên Chúa, muôn bài ca mới muôn vạn điều. Hãy hát mừng Thiên Chúa, nào toàn thế chúng dân địa cầu. Hôm lòng cất tiếng hoan ca, kính chung vua tình yêu đã sinh xuống đêm nay tại hang đá nghèo có bê lề. Hạng với ngày tiếp nối, hãy truyền rao khắp trên địa cầu. Đấng với trời hợp hoan, mừng người đã cứu độ trần gian. Kề cùng với khắp muôn dân, Chúa muôn đời quyền năng. Đấng phèm tăng vô song, kỳ công Chúa trải khắp vũ hoàng. Hôm nay Đấng cứu thế đã giáng sinh cho chúng ta, Người là Đức Kitô Chúa chúng ta. Đất hãy nhảy mừng lên, chào mừng Chúa giáng sinh làm người. Không chín tầng trời cao cùng hòa tiếng chung khen ngợi mừng. Biển gầm cất tiếng vang vang, muôn hai vần đồng thanh. Hơi hoa trái nhân gian cùng ruộng đất nào hãy reo mừng. Muôn cây cỏ rừng xanh hãy mừng reo chưa thanh điện người. Hãy cất lời mừng vui, người ngự đến xem sự trần gian. Người là đấng rân công minh, sẽ xem sự thọ sinh, xem theo đứng công minh và chân lý tình yêu của người. Hôm nay Đấng cứu thế đã giáng sinh cho chúng ta, Người là Đức Kitô Chúa chúng ta. Bài tích sách Tông đồ Công vụ. Phao-lô đến Antiochia thuộc Pisidia và hội đường đứng lên, giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng và nói: Hỡi người Israel và những kẻ kính sợ Thiên Chúa, hãy nghe đây. Thiên Chúa dân Israel đã chọn tổ phụ chúng ta. Người đã thăng tiến dân người khi họ còn cư ngụ trong nước Ai Cập, và người ra tay mạnh mẽ đưa cha ông chúng ta ra khỏi nước ấy. Sau khi loại bỏ Sao-lê, Chúa đã đặt David lên làm vua dân người. Để chứng nhận điều đó, chính người đã phán: Ta đã gặp được David con của Giê-xê, người vừa ý ta. Người sẽ thi hành mọi ý muốn của ta, bởi dòng dõi David theo lời hứa Thiên Chúa ban cho Israel. Đức Giê-xu làm đấng cứu độ, đấng mà John đã báo trước khi người đến rao giảng phép rửa thông hối cho toàn dân Israel. Khi Gioan hoàn tất hành trình, ngài tuyên bố: Tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng, nhưng đây người sẽ đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân người. Đó là lời Chúa. Thank you.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày ấy, có lệnh của Hoàng đế Cesare Augusto ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên thực hiện thời Quirino làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nazareth trong xứ Galilea trở về quê quán của David gọi là Bethlehem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng David, để kiểm tra cùng với Maria, bạn người đang có thai. Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán. Bấy giờ trong miền đó có những người mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao tỏa chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng thiên thần Chúa đã bảo họ rằng: "Các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân. Hôm nay Chúa Kitô đấng cứu thế đã sinh ra cho các ngươi trong thành của David. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết người. Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ. Và bỗng chốc cùng với các thiên thần có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm." Đó là lời Chúa. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, sau những ngày chờ đợi, sống trong tâm tình mùa vọng hướng về đại lễ hôm nay, chúng ta được mời gọi qua những hình ảnh của những con người mang những sứ điệp để đến với mỗi người chúng ta, hướng chúng ta chuẩn bị tâm hồn mình để đón mừng Chúa giáng thế, Chúa đến với con người chúng ta. Hôm nay chúng ta thật vui vì Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu độ của mình. Chúng ta nhận thấy trong lịch sử cứu độ, khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã ban cho con người biết bao nhiêu điều tốt lành, được hạnh phúc trong tình yêu của Chúa, được tràn đầy ân sủng của Ngài và không phải đau khổ cũng như không phải chết. Tuy nhiên, con người đã không giữ được điều đó khi sống theo ý riêng của mình, và vì thế con người đã phạm tội phản nghịch cùng Chúa, và Thiên Chúa đã giáng phạt tội con người. Nhưng bên cạnh việc giáng phạt ấy, Thiên Chúa còn hứa ban đấng cứu thế, đấng mà Thiên Chúa sẽ ban tặng, và Ngài đến, Ngài sẽ sống và chuộc tội con người chúng ta, đem chúng ta về trong tình yêu của Ngài. Đây chính là tâm tình mà mỗi người chúng ta có thể đọc trong hành trình lịch sử cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện cho dân của Ngài, trải qua biết bao nhiêu biến cố, biết bao thăng trầm, và cũng trải qua biết bao nhiêu giai đoạn, Thiên Chúa đã nói lời cuối cùng duy nhất, đó chính là Đức Giêsu Kitô. Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa nhập thể, Chúa giáng sinh làm người, Chúa đến với mỗi người chúng ta. Và đây cũng chính là điều mà chúng ta được mời gọi tâm tình hướng về Chúa và suy gẫm tình yêu Thiên Chúa dành cho mình. Điểm đầu tiên chúng ta thấy, vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa đã hứa ban đấng cứu độ và Ngài thực hiện điều đó trong đêm nay. Đây chính là sự trung tín mà chúng ta có thể nhận ra nơi Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa hứa điều gì thì Ngài sẽ làm điều đó. Vì thế là Kitô hữu, chúng ta cần phải tin tưởng nơi Ngài, bởi vì tất cả những gì Ngài đã nói, Ngài sẽ thực hiện trong những giai đoạn, trong những thời kỳ, và điều cuối cùng Ngài thực hiện nơi con yêu dấu của Ngài là Đức Giêsu Kitô.
Và quả thật Đức Giêsu Kitô khi đến trần gian, Ngài như là món quà mà Thiên Chúa dành cho con người. Ngài đến trần gian để hiệp hành với chúng ta theo ngôn ngữ hôm nay. Ngài đến ở cùng chúng ta và nâng chúng ta lên tầm cao mới để chúng ta được sống trong hạnh phúc và bình an. Hôm nay trong đêm cực thánh này, chúng ta chiêm ngắm con Chúa ngôi hai giáng trần. Chúng ta được lắng nghe tin mừng Thánh Luca thuật lại việc trở về quê để kiểm tra dân số của Giuse và Maria năm xưa cũng gợi mở cho mỗi người chúng ta thấy gia đình Nazareth năm xưa đã luôn luôn sống chu toàn lề luật của Chúa, lề luật của Môi-se để thực hiện những gì mà Chúa muốn cũng như những lề luật mời gọi. Và trong cuộc trở về này, khi Maria mang thai và trong lúc tới thời điểm hạ sinh thì chúng ta thấy Giuse Maria cũng đã đi tìm quán trọ và dường như bị từ chối tất cả. Chẳng ai đón đôi bạn trẻ này, chẳng ai đón vị cứu tinh nhân loại, chẳng ai đón đứng mà họ đang mong chờ là Đức Giêsu Kitô. Cho nên chính vì vậy, con Thiên Chúa khi giáng thế làm người, Ngài đã sinh ra trong một nơi nghèo hèn tột cùng mà mỗi người chúng ta có thể nhận thấy, nơi chuồng bò, nơi đó chẳng ai biết tới, nơi đó có thể nói không được đẹp đẽ cho lắm. Nhưng Ngài lại được sinh ra tại chính nơi nghèo hèn nhất trong thế giới loài người. Và chúng ta nhận thấy những gì mà Thiên Chúa thực hiện, Thiên Chúa làm, cách đặc biệt sự hiện diện của Hài Nhi Giêsu gợi mở cho mỗi người chúng ta nhiều tâm tình để chúng ta sống. Thiên Chúa muốn đến với con người và muốn ở với con người. Đây chính là tình yêu. Bởi vì khi yêu thì người ta muốn ở gần người mình yêu. Và Thiên Chúa yêu con người. Vì thế khi con người xa rời Thiên Chúa vì phạm tội, Thiên Chúa muốn đến để tìm con người trở về và muốn ở cùng với con người. Đây chính là tình yêu kiếm tìm và tình yêu ở lại mà chúng ta nhận thấy nơi Đức Giêsu Kitô khi Ngài hiện diện trong trần gian này. Chính là lúc nói lên rằng Thiên Chúa muốn ở cùng con người chúng ta. Và nói theo ngôn ngữ ngày nay như Hội đồng Giám mục Việt Nam chúng ta cũng mời gọi, đó chính là sống hiệp hành với con người. Ngài chung chia phận mình với con người. Ngài trở nên giống như chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi. Ngài đã mặc lấy thân phận mỏng giòn của con người và chấp nhận ở trong thời gian và không gian để sống giống như chúng ta, để làm cho mỗi người chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa. Đây chính là nét đẹp mà mỗi người chúng ta có thể thấy. Khi Thiên Chúa yêu, Ngài có thể làm tất cả mọi sự vì người mình yêu. Và đó cũng là bài học cho chúng ta hôm nay. Là Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi sống tình yêu trong cuộc đời này. Bởi vì tình yêu mà Chúa ban tặng cho mỗi người chúng ta quả thật là một tình yêu cao quý. Chúng ta cần biết mở lòng để đón nhận tình yêu ấy và làm cho tình yêu ấy được triển nở trong cuộc đời của mỗi người chúng ta qua những bổn phận mà chúng ta được mời gọi trong việc tuân giữ giới răn của Chúa, sống yêu thương và thực hiện những điều tốt lành cho tha nhân. Đây chính là điều mà Chúa đang thôi thúc mỗi người chúng ta. Và chính Chúa Giêsu, Ngài cũng đã làm điều đó khi Ngài hiện diện ở trần gian với nhân loại chúng ta. Ngài cũng mở lòng và làm những điều tốt lành nhất cho con người. Và vì thế, Ngài cũng mong ước chúng ta làm điều ấy trong ngày cuộc sống của chúng ta, để mỗi ngày chúng ta được nên trọn vẹn và nhất là nên giống Chúa. Bên cạnh đó, mừng lễ Chúa Giáng sinh hôm nay, chúng ta tràn ngập niềm vui không chỉ bên ngoài những gì chúng ta đang trang trí để chiêm ngắm, để mừng lễ, nhưng niềm vui sâu xa hơn, đó là niềm vui trong trái tim của mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy cảm nghiệm Chúa đang hiện diện nơi mỗi người chúng ta, nơi tâm hồn bé nhỏ như hang đá Bethlehem năm xưa, để chúng ta được thánh hóa, được nên tốt trong hồng ân và tình yêu của Chúa. Nói đến niềm vui Giáng sinh, chúng ta thấy Thiên Chúa đã đến ở cùng chúng ta. Và điều quan trọng là chúng ta cũng hãy ở cùng với Ngài. Bởi vì nếu chúng ta được Chúa đoái nhìn mà chúng ta lại chẳng mở lòng hay chẳng ở lại với Ngài, thì hóa ra chúng ta cũng chưa mặc được niềm vui Giáng sinh mà Chúa ban tặng cho mỗi người chúng ta. Vì vậy, trong tâm tình thánh lễ này, chúng ta chiêm ngắm vị Thiên Chúa giàu lòng xót thương thể hiện cụ thể nơi con yêu dấu của Ngài là Đức Giêsu Kitô.
Chúa Giêsu Kitô đã đến và Ngài đang mong chờ mỗi người chúng ta mở lòng để cho Ngài bước vào trong cung lòng của chúng ta, để qua đó Ngài yêu thương, Ngài nâng đỡ, Ngài ban tặng ân sủng của Ngài cho chúng ta, giúp cho mỗi người chúng ta sống trên con đường theo Ngài được tràn đầy niềm vui và sự hạnh phúc. Sự hiện diện của Chúa ngày hôm nay cũng mời gọi mỗi người chúng ta biết mở lòng đón nhận mọi sự khổ đau trong cuộc đời. Bởi vì chính Chúa khi Ngài đến trong sự khiêm hạ, Ngài cũng đã sống một cuộc đời nghèo hèn như bao người. Chúng ta cũng hãy tập cho mình có được tấm lòng giống như Ngài, sống tinh thần của Chúa để làm sao cuộc đời chúng ta dù không giàu có hay chúng ta chưa đạt được điều mà chúng ta mong đợi, chúng ta vẫn vui vì chúng ta có Chúa. Bởi vì Chúa chính là sự quan trọng trong cuộc đời và là điều đặc biệt mà mỗi người chúng ta cần lưu tâm và giữ gìn để làm sao chúng ta được nên thánh, nên trọn vẹn trong tình yêu của Chúa. Mừng lễ Giáng sinh hôm nay, chúng ta không chỉ dừng lại niềm vui cho bản thân mình, nhưng chúng ta còn phải làm cho niềm vui ấy được lan tỏa đến với tất cả mọi người. Giống như hôm nay, Sứ Thần Thiên Chúa đã đến với các mục đồng và loan báo cho các mục đồng biết tin vui cứu độ. Hôm nay, Chúa Kitô cứu thế đã Giáng sinh cho các ngươi trong thành vua David. Và đây là dấu hiệu của người, của các ngươi nhận biết người. Đó là một đứa con trẻ bọc trong khăn tã và được đặt nằm trong máng cỏ. Niềm vui Chúa Giêsu Giáng sinh đó là niềm vui ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Vì thế chúng ta cần phải mở lòng đón nhận và sống niềm vui đó. Đồng thời chúng ta cũng hãy loan báo niềm vui ấy cho anh chị em ngõ hầu qua những lần chúng ta đón Chúa, những lần chúng ta đem Chúa đến cho mọi người. Đó chính là tình yêu của Chúa được lan tỏa và được đong đầy cho thế giới ngày hôm nay. Xin Chúa nâng đỡ và chúc lành cho mỗi người chúng ta để chúng ta luôn luôn sống trong tình yêu của Chúa, sống bình an và hạnh phúc trên con đường theo Ngài. Đồng thời chúng ta cũng trở nên những khí cụ loan báo tình yêu của Chúa đến cho tất cả anh chị em. Sống như ngày hôm nay chúng ta được đón nhận. Xin mẹ Maria, thánh cả Giuse đồng hành và nâng đỡ chúng ta để mỗi ngày chúng ta được sống trong ơn nghĩa của Chúa và qua đó chúng ta cũng trở nên những khí cụ loan báo tình yêu của Chúa đến cho tất cả mọi người. Amen. Kính mời cùng đoàn đứng. Tôi tin kinh một Thiên Chúa. Muôn vật hữu hình và vô hình, tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô. Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành. Đồng ban thế với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng chính Đức Maria và đã làm người, người chịu đóng đánh vào tập gia. Kính mời đứng. Thời quan phong Siêu Vi La Tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang. Để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Lời nguyện lễ đêm Giáng sinh. Anh chị em thân mến, ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Xin cho ánh sáng của ngôi lời nhập thể chiếu soi tâm hồn nhân loại còn phủ đầy bóng tối,
bóng đêm tội lỗi và thù hận, thắp sáng chân lý, tình yêu và hy vọng. Chúa ban con của người cho chúng ta, xin cho các linh mục khi cử hành mầu nhiệm Giáng sinh cảm mến sâu xa tình thương Thiên Chúa nơi ngôi lời nhập thánh, và để đem Chúa đến với những tâm hồn đang khao khát Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thế giới thương mại hưởng thụ đang tục hóa lễ Giáng sinh, xin cho những ai đến chiêm ngắm Chúa hài nhi nơi măng con được Thánh Thần tác động để nhận ra tình thương cứu độ của Thiên Chúa qua hình hài trẻ thơ Giê-xu. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Người đã hiến thân để cứu chuộc chúng ta, xin cho những ai đang đi tìm ý nghĩa đời mình gặp được Đức Kitô là ánh sáng niềm vui và là đấng cứu độ của nhân loại. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Bình an dưới thế cho người thiện tâm, xin cho mỗi người chúng ta khi cử hành mầu nhiệm Giáng sinh đêm nay được ngôi lời Thiên Chúa viếng thăm, trao ban bình an và dẫn vào mầu nhiệm tình yêu của người. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con đang hân hoan cử hành mầu nhiệm Chúa Giáng sinh. Xin cho hồng ân cứu độ và ơn bình an của Chúa tràn ngập tâm hồn chúng con và những người đang thành tâm tìm Chúa. Chúa hằng sống và hiến chi muôn đời. Đêm khuya em mơ dần trôi, gió đông về tuyến sương giữa trời. Đây ngôi lời đã giáng thế, lặng lẽ cô đơn buồn tênh trong hàng lửa hôi tanh nghèo hèn. Ngài vì yêu nhân thế nên trên ngôi cao chín tầng, Chúa đã hóa thân làm người. Trần gian ơi hãy vui lên, dâng Ngài lễ dâng tình yêu. Bài tình ca mới nơi đã lên như người ta sớm chân hòa cho nhân loại này. Niềm vui ơn cứu rỗi ban cho muôn dân trên đời chính là Chúa ca cao vời. Tình yêu Chúa khắp muôn nơi lan tràn chẳng bao giờ phơi. Dâng Chúa cả trời cao, dâng Chúa cả trời cao, cha xin đời hy sinh làm người. Niềm tin lòng con thắp sáng, giữa đời còn lắm gian nan, lắm gian nan. Dâng thánh cử hài nhi,
anh chị em ơi, cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi Thánh Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nơi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương nhận của lễ chúng con cùng dâng tiên trong đêm Giáng sinh này. Và nhờ cuộc trao đổi kỳ diệu trong mầu nhiệm nhập thế, xin cho chúng con được nên giống Đức Giêsu là đấng đã phối hợp nhân tính của chúng con với thiên tính của Chúa trong chính bản thân Người, Người hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hiệu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thế, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình, thì nhờ Người lôi cuốn mà chúng con yêu mến đứng vô hình. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng cùng đấng ngự đến nhân gian Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khô hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cần chưa tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Gioan chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, đêm nay là đêm hồng phúc vì chúng con được đón nhận Chúa, đấng yêu thương chúng con đã hiện diện cách cụ thể nơi trần gian này, và
Đây chính là niềm vui mà mỗi người chúng con được đón nhận. Xin cho mỗi người chúng con biết mở rộng cõi lòng của mình để đón nhận Chúa Giêsu Hài Nhi là món quà đặc biệt mà Chúa Cha đã tặng ban cho nhân loại để qua Ngài chúng con được sống trong tình yêu của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con cũng biết đáp trả lại tình yêu Chúa ban cho chúng con trong cuộc sống hàng ngày, để qua đó trên hành trình theo Chúa chúng con tìm được niềm vui và sự bình an đích thực. Xin cho mỗi người chúng con cũng biết sống và giữ niềm vui Giáng sinh này trong cuộc đời của chúng con, để mỗi ngày chúng con sống là chúng con làm toát lên tình yêu của Chúa qua chính đời sống đạo đức tốt lành của mỗi người chúng con. Xin cho mỗi người chúng con luôn cảm nếm được sự yêu thương mà Chúa hiện diện bên cạnh cuộc đời chúng con, và Ngài đi cùng mỗi người chúng con trong năm tháng ở trần gian này, để chúng con được sống vững vàng trên hành trình theo Chúa. Xin cho mỗi người chúng con sau khi cảm nghiệm được Chúa yêu thương mình thì cũng biết đem tình yêu của Chúa đến cho anh chị em qua cách sống đạo đức tốt lành của chúng con, sống niềm vui giữa đời và làm cho niềm vui của Chúa được lan tỏa và đụng chạm đến mọi tâm hồn. Lạy Chúa, trong tâm hình thánh lễ này chúng con cầu nguyện cho tất cả mọi người trong sứ đạo chúng con, những người đang hiện diện ở giáo xứ hay đang đi làm ăn xa hay đang sống ở hải ngoại. Chúng con cầu nguyện cho tất cả mọi người được sống trong ơn nghĩa của Chúa, cách đặc biệt trong đêm Giáng sinh này được tràn đầy ơn thánh, niềm vui và sự bình an. Đồng thời chúng con cũng cầu nguyện cho những ai đang nằm trên giường bệnh, xin Chúa cũng ban ơn nâng đỡ giúp cho họ luôn tìm gặp được sự bình an trong tình yêu của Chúa qua những bạo bệnh mà Chúa mời gọi, để mỗi ngày họ cũng tin tưởng phó thác cuộc đời mình trong tay Chúa. Trong tâm tình niềm vui hôm nay, chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả những anh chị em đang sống chung quanh chúng con. Có thể họ chưa nhận ra Chúa, họ chưa đi tìm Chúa, nhưng chúng con tin rằng những gì Chúa muốn, Chúa sẽ làm cho họ được trọn vẹn. Xin Chúa chúc lành cho họ và cho họ được sống trong ơn nghĩa và sự bình an. Cùng với tâm tình thánh lễ này và lời cầu nguyện hôm nay, chúng con cũng dâng lên Chúa tất cả những tâm tình cầu nguyện của những người xin lễ hôm nay. Xin Chúa thương đón nhận chúc lành và thánh hóa, để cho những ý nguyện đó được thành toàn trong tình yêu của Chúa, đem lại lợi ích thiêng liêng cho những người xin lễ cũng như cho các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh sự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sáng, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái tường cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con.
tràn lan. Ta vui mừng con hân hoan, con hân yêu hát tung đàn. Con người ta mua cá muôn vàng, ta khen Chúa xuống trần vì yêu thế nhân. Hôm cùng Thiên Sứ, đây là con ca hòa chúng tôi. Con câu ca chúng danh Thiên Chúa trên trời, vì ta chơi thế cho người chiến tâm. Tôi đời con cha trên trời đang ơi muôn nơi như ánh mặt trời soi chiếu cuộc đời tâm tôi mênh mang tình ngài cao sáng cho nhân gian ngập tràn bình an tình ngài tươi vơi cho muôn người tình yêu ca ngợi vui mừng tràn lan. Chúa đã xuống đời đem ơn cứu độ cho người mọi nơi. Tha thiết kêu mời hãy đón nhận ngài ai sống chơi vời. Là niềm hạnh phúc cho ai đang một lòng chờ mong. Là niềm vui sống cho muôn người vẫn luôn hy vọng. Trong tin yêu ngài ta bước trên đường không ngại đau thương. Cho dấu nguy nan hay những trai ngang có Chúa vững vàng. Ngài đã giáng thế cho nhân gian tìm được lẽ sống. Tình trời với đất đã giao hòa hát lên khung ca. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, công đoàn chúng con vừa được vui mừng cư hành lễ sinh nhật Đấng Cứu Độ trần gian, xin cho chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại làm chứng rằng người đã đến, hầu mai sau được cùng người hưởng phúc vinh quang, người hàng sông và hiền trí muôn đời. Kính mời cộng đoàn ngồi, cho xin cộng đoàn 5 phút để có một vài lời chúc mừng cộng đoàn trong ngày Giáng sinh. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đêm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giáng sinh trong tâm tình vui mừng và sốt mến. Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp và bình an. Và để có được những cảnh trang trí đẹp như hôm nay thì chúng ta thấy chắc hẳn phải có sự hy sinh của rất nhiều người. Vì thế giờ đây trong tâm tình cùng với cộng đoàn, cha xin gửi lời cảm ơn đến dì bề trên, quý dì, quý thường vụ, ban điều hành các giáo họ, ban trị sự các giới, các đoàn thể và hội đoàn đã hy sinh thời gian để làm công tác chuẩn bị, trang trí, treo đèn, làm cây thông, hang đá, cũng như quét dọn vệ sinh trong khuôn viên nhà thờ. Đây chính là tấm lòng của mọi người để phục vụ Chúa và phục vụ cộng đoàn. Thì xin Chúa chúc lành và ban muôn ơn lành xuống trên quý chức cũng như tất cả mọi người. Và trong giờ này, thay lời cho cộng đoàn giáo xứ, cũng xin cảm ơn dì phụ trách, các anh chị giáo lý viên, các em thiếu nhi đã hy sinh tập luyện, diễn nguyện canh thức Giáng sinh để buổi diễn nguyện hôm nay đem lại niềm vui và tâm tình đạo đức cho cộng đoàn.
Xin cảm ơn dì phụ trách và ca đoàn tổng hợp đã hy sinh thời giờ để tập hát trong những ngày vừa qua, để hôm nay hát lễ đem lại sự sốt sắng và thánh thiện cho mọi người. Xin cảm ơn anh Khải và anh Luật đã chuẩn bị âm thanh chu đáo để cho lễ đêm nay được tốt đẹp. Xin cảm ơn tất cả mọi người, và trong tâm tình mừng đại lễ Chúa Giáng sinh, xin kính chúc quý dì, quý chức ban hành giáo và cộng đoàn đón lễ Chúa Giáng sinh tràn đầy niềm vui, ơn thánh, sự bình an của Chúa Hài Nhi. Xin Chúa Hài Nhi luôn ở cùng và đồng hành với chúng ta trong cuộc đời hôm nay, để mỗi ngày chúng ta cảm nghiệm tình yêu Chúa ban, cố gắng sống xứng đáng với những ơn lành đó và làm cho niềm vui Giáng sinh được lan tỏa đến mọi người. Chúng tôi cũng xin cảm ơn chính quyền xã Phú Lộc và Tà Lài đã hỗ trợ an ninh trật tự để buổi cử hành thánh lễ hôm nay được diễn ra bình an. Xin chúc quý vị mừng lễ Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Giờ đây chúng ta mừng lễ cùng nhau với một tràng pháo tay thật to để chúc mừng Giáng sinh nhau. Xin cảm ơn cộng đoàn, kính mời cộng đoàn đứng. Và cha cũng thông báo một chút là sáng ngày mai thánh lễ sẽ lúc 5 giờ và buổi chiều mai sẽ là lễ 5 giờ 30. Xin cảm ơn cộng đoàn. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Hát lên mừng Chúa Giáng sinh đã đời, Chúa sinh đã đời, nằm trong hang đá nơi mang lửa. Trong hang Bethlehem ánh sáng có lan từng bừng, nghe trên không trung tiếng hát kêu tăng vang lừng đàn hát. Theo ngân tiếng hát dương ca dương vang xa đây Chúa tiên tòa Giáng sinh. Nửa đêm mừng Chúa Giáng sinh ra chốn gian trần, người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Bethlehem thiên thần dương ca, Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa. Trong hang Bethlehem ánh sáng tỏa lan từng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng đàn hát. Theo ngân tiếng hát dương ca dương vang xa đây Chúa thiên tòa Giáng sinh vì ta. Người ơi hãy tin phước ơi đến xem nơi hang Bethlehem hỡi Chúa Giáng sinh có phần thâm hèn. Chúng con trong cõi ra thánh đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức nữ đồng trinh hiển vinh sáng ngang. Hằng Chúa chúng con cho khỏi sự giữ an men. Lạy các anh trai tìm Đức Chúa Giêsu. Thương xót so chúng con. Lạy trai tìm cực thanh cực tình các thánh Đức và Maria. Cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse.